sẽ vẫn giữ nguyên cái bộ khung 5 thành viên của mình, và để xem liệu là ở trên cái giai đoạn cấm chọn có gì thay đổi hay không. Giai đoạn cấm và chọn thì liệu rằng có được cho mình đó là những sự đột biến nào đến từ cho cả hai phía hay không? Đây chúng ta đang thấy rằng những sự lựa chọn như là Lee Sin nè, Senna đều đã bị cấm. À đây rồi, Rumble của Buffett ở khu vực trên đã bị tước bỏ với một cái khả năng lăn cầu tuyết quá lớn dành cho bên phía của Buffett, thì nó khiến cho bên phía của KDF phải cân nhắc liệu rằng là bên phía của Katie Rosser có cấm đi Viago giống như cách mà họ đã làm ở ván đấu đầu tiên hay không. Đó là một cái sự lựa chọn sẽ nhắm vào cá nhân Kurs mà thôi. Cái màn trình diễn rất là uy tín của Kurs với con tướng Viago này. Tuy nhiên thì con ông Fricks họ vẫn còn có cho mình một lượt cấm nữa. Bây giờ thì còn đó, nếu như mà không cấm Smolder thì có thể power pick cho mình Smolder được, hoặc là Orianna. Vâng, đó, hoặc là Orianna. Orianna là một cái sự lựa chọn power pick cũng tương đối được ưu tiên ở thời điểm hiện tại. Thì khi mà không còn Orianna nữa thì ở khu vực giữa thì có cho mình một sự lựa chọn tương đối là khả dĩ, đó chính là Talia, nhưng mà vẫn còn cả Vi đang được để hở ra nhé. Bộ đôi Talia với lại Vi cần phải được chia ra thành hai bên khác nhau, chứ mà không bây giờ mà để cho một bên có được cả bộ đôi này thì cũng e rằng hơi nguy hiểm. Vi đã có nằm trong tay của Kurs rồi, đây cũng sẽ là một trong những cái tín hiệu. Ui, Lucian được khóa vào dành cho bên phía của Dev, thì đây sẽ là một cái sự lựa chọn rất tự tin dành cho xạ thủ đến từ bên phía của Katie Roster ha. Bởi cái lối chơi đến từ bên phía của Lucian là lối chơi phải đứng lên cao, phải tự đặt mình vào cái thế khó. Tầm đánh đến từ bên phía của Lucian mặc dù có sự hỗ trợ của Nami là mạnh, nhưng mà nó vẫn khá là ngắn và nó sẽ tự đặt bản thân của Dev vào cái thế lúc nào cũng sẽ hoàn toàn có thể trở thành cái combo tấn công đến từ bên phía của KDev. Bên phía của đây rồi. Tôi đang định nói rằng là Katie Roster liệu rằng họ có nên lấy về Nami luôn không? Bởi vì thật ra là cũng chưa cần thiết cho lắm. Lấy về trước cho mình vị tướng Talia sẽ là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn rất là nhiều dành cho bên phía Katie. Và quan ông Fricks bây giờ họ sẽ phải đưa ra cho mình cái sự lựa chọn. Một là họ sẽ ưu tiên hết lên cánh trên luôn. Ưu tiên toàn bộ cái sự chú ý của mình lên cánh trên. Với sự lựa chọn như là Renekton và Ahri chẳng hạn đó. Hoặc là Ahri Achop chẳng hạn. Nó sẽ là một cái bộ khung được vẽ ra cho bên phía của Quantum Fix luôn. Họ sẽ để cho Boon với cả Quantum là chọn ở trong phase 2 luôn. Rồi như vậy là chúng ta cũng đang có dấu hiệu như vậy. Những con tướng mạnh ở trong dạng đi đường đang được nhá dành cho bên phía của Dudu khu vực đường trên. Chúng ta đang có ba ứng cử viên cá sấu, Jay, Twitter Fed. Và lần này là Aatrox mà. Aatrox đánh ôn kèo. Một sự lựa chọn mà nó mang cái tính chất an toàn thêm chút xíu đôi phần dành cho bên phía của Dudu khu vực đằng trên, chứ không thiên hẳn về tấn công như là Jay hoặc là Chitafet. Còn ngược trở lại thì Nami là một cái sự lựa chọn gần như là bắt buộc dành cho slot 3 của bên phía Katie Roster rồi. Một con tướng có thủy ngục, có sóng thần để có thể chống được những cái nhịp băng vào đến từ tả xung hữu đột của bên phía của Kurs là một sự lựa chọn chắc chắn sẽ được khóa vào dành cho phía của Katie Roster. Và quan trọng là trong phase 2 thì bên phía của Katie họ sẽ hạn chế những mẫu chiếc tướng xạ thủ mang thiên hướng kiểu như thủ hòa ở khu vực đường dưới. Bây giờ thì bên phía của Guangdong Fricks thì liệu rằng họ có tập trung vào vị trí của Piosic hay không đây? Đã có Lee Sin bị tước đi rồi, vẫn còn đó dạng các mẫu tướng như là Rell hay là vâng, thậm chí là Kindred. Kindred đã bị cấm đi từ từ bên phía của Guangdong Fricks. Đây cũng là một cái lượt cấm nhắm vào cá nhân thôi. Còn ở phiên bản thì chúng ta đang còn đó là Rell đang được để hở ra cho Piosic. Còn cái Tiroster thì họ đang hạn chế đi cặp đôi Jerry Lulu. Và liệu rằng là có hạn chế đi nốt cái cặp đôi Sayarakan hay không này? Không, cấm đi Draven rồi. Draven ở khu vực dưới để bắt cặp cùng với là kiểu Nautilus cũng xem cái phương án được vận hành đến từ bên phía của KDF. Họ bắt đầu phân nhánh ra rồi. Còn ngược trở lại thì bên phía của KDF sẽ cấm tiếp rừng à? Hay xem con tướng nào khu vực đường trên. Rồi, chúng ta cũng đã thấy cá sấu đánh với lại kèo Aatrox hoàn toàn có thể được vận hành ở trong giai đoạn vừa qua. Những bể tướng của Buffett bây giờ vẫn đang còn tương đối là nhiều. Chúng ta vẫn thấy rằng cái kèo kiểu dạng Chitafet lên được cho mình đó là một cái dày bạc, kết hợp cùng với đó khả năng đẩy đường tốt đến từ cái giao điện vẫn xem cái sự lựa chọn tốt. Nhưng quyết định đến từ bên phía của KT là ván này chúng tôi sẽ đánh xuống cánh dưới dành cho Lucian của Dev. Quyết định của Buffett là thôi, chơi một con tướng không cần tài nguyên, farm chiêu chiêu với Cassante được trên mà thôi. Đánh chắc cốt thôi để cho Perfect đưa ra cho mình cái sự lựa chọn là sẽ là an toàn và làm nền, thay vì là đánh một cái con bài mang thiên hướng là sát thương như kiểu là Twisted Fate. Thực ra tôi thấy rằng Twisted Fate vào đội hình này thì cũng không hề tệ, nhưng mà bị nhiều sát thương quá. À đây rồi, Boon cũng với cả Quantum sẽ cầm cho mình cặp đôi Caitlyn cùng với Ash để đi đường dưới đối đầu với Lucian và Nami về bên kia. Nhưng khúc này thì bên phía của Katie Roster lấy con tướng đi rừng nào mạnh đây? Rail cấp độ 3
hay là Brea? Sự lựa chọn đột biến dành cho bên phía của Bill Sách Trắng. Vừa là tàu lượn mà cũng vừa là xe đua nữa. Với hòn đá tảng Ramos sẽ được xuất hiện ở trong trận đấu này thưa các bạn. Lần thứ hai rồi đúng không nào? Ở trong cái kỷ niệm 11 năm thi đấu chuyên nghiệp của Dep thì Bilic cũng đã sử dụng cho Bruno Ramos, và đó là một chiến thắng dành cho bên phía của Katy Royster. Còn thêm vào một lần nữa thì anh ta tiếp tục xách Ramos ra để có thể đánh ở trong cái ván thi đấu này. Liệu rằng có tạo ra được đủ áp lực để có thể chơi xung quanh khu vực dưới hay không đây? Vừa là tàu lượn mà vừa có đường ray đến từ cái mặt đất dậy sóng của BD kết hợp cùng với lại cái đầu tàu kéo Ramos nữa. Sao mà nó khớp thế nhờ, sao mà cái tín hiệu tàu lượn nó khớp thế nhờ. Ôi trời ơi. Đấy, xong rồi bước vào trong phòng chờ, hai anh này lại cười nói rồi. Chúng ta lại chuẩn bị chờ đợi một cái trận đấu rất là hấp dẫn, chuẩn bị nổ ra ở trong cái ván thi đấu thứ hai của cặp BO3 này. Ở trong ván đấu thứ nhất thì ở ngay những cái phút đầu tiên là hai bên cũng đã có một vài những sự trao đổi chiêu thức nhẹ nhàng với nhau. Sau đó thì hai bên sẽ giảm nhịp một chút, rồi bắt đầu là những cái tình huống giao tranh nó cởi mở hơn. Thì tôi cũng nghĩ rằng là đây cũng sẽ có thể là một cái ván đấu tương tự như vậy. Để coi đội hình hai xạ thủ đến từ bên phía của KDF có vận hành tốt ở trong cái ván thi đấu này không đây. Cặp đôi mít rừng của họ rất khỏe ở thời điểm cấp độ 6. Nhưng trước khi cấp độ 6 thì có thể thấy như là cái sát thương đến từ Vi thì nó cũng không vượt trội bằng những mẫu chiếc tướng như là Rail. Phía bên kia thì Ramos có thể bỏ farm một con Ramos vòng rừng 3 bãi. Biết đâu đấy sẽ được thêm cái phép trợ tốc hành dành cho bên phía của Bilic nữa để có thể tạo ra được nhiều đột biến hơn. Và sự đột biến cần phải có để có thể đối đầu cùng với lại Caitlyn và Ashe được sở hữu đến từ bên phía của KDF. Vâng, thưa các bạn, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tới với ván thi đấu thứ hai trong cặp BO3 giữa KDF và Katy Royster. Trận đấu ở trong trận đấu cuối cùng tại vòng bảng LCK mùa xuân 2024 đang được phát sóng trực tiếp trên LCK tiếng Việt với bản quyền thuộc về Boxsport. Và ngay ở những cái phút đầu tiên, những giây đầu tiên của trận đấu này thì Quang Long Freaks họ đang tiến sang và xâm lăng vào phần rừng bùa xanh của nhà Katy Royster rồi. Bilic phản ứng rất nhạy bén cũng tiến sang và cắm một con mắt ở trong phần rừng nhà bùa xanh của đối phương. Như vậy là có một cái dấu hiệu di chuyển vào bùa xanh để con mắt ở ngay cái chỗ bãi sói. Thường á, là nó sẽ có một cái tác dụng là vòng rừng ba bãi, sau đó sẽ tạo ra một tình huống tấn công bất ngờ. Nhưng mà để coi cái quyết định tiếp theo đến từ bên phía của Kurt sẽ là như thế nào, bởi vì cái tốc độ dọn rừng đến từ Vi nó cũng không thực sự là quá triệt để. Và bộ đôi hai xạ thủ là cái bộ đôi không cần phải được ưu tiên ra đường sớm để có thể tạo được cái sức ép, thì có thể thấy như đây xem cái phương án mà an toàn là chính đến từ bên phía của KDF, chứ họ cũng chưa dám mạo hiểm. Khởi đầu thì có lẽ cũng sẽ tương đối là hòa hoãn tới từ cả hai bên mà thôi. Ở trên thực tế thì những cái khả năng trao đổi ở các cục đường nó không thực sự quá là mạnh ở những cấp độ đầu tiên này. Khi mà có được cho mình giai đoạn cấp 3, cấp 4 thì mọi thứ nó sẽ là rõ ràng hơn, đặc biệt là với cặp đôi Lucian và Nami trong tay Dep cùng cả Barrow. Nhưng mà tôi lại nói hơi sớm rồi thì phải, Bulldog cùng với cả BD đang liên tiếp có những tình huống trao đổi chiến thức với nhau cực kỳ là căng thẳng. Đẩy đường trước dành cho phía của BD, nhưng ngược trở lại khu vực dưới kìa. Ui, hai xạ thủ trong đó chúng ta rồi. Có được một cái mưa kiếm đến từ bên phía của Quantum, bắt buộc hồi máu sớm dành cho Miro để có thể đương cường ngược trở lại. Và pha thi đấu đó Dep với lại Miro đang vịn vào cái đợt lính thứ hai đang chuẩn bị tiếp cận, nhưng ngay lập tức là Quantum chiếm được cái bụi và kích được những cái bình máu của mình lên để có thể tiếp tục tạo ra sức ép rồi. Chắc chắn sẽ là lợi thế dành cho Bùn cùng với cả Quantum, họ đang đẩy lên rất là cao. Họ sẽ buộc phải ép ít nhất là hai đợt lính sắp tới đây vào trụ, để cho cái khả năng farm của Dep ở trong trụ nó sẽ bị đúng là cái khả năng farm nó sẽ bị hạn chế đi một phần, để xem liệu rằng Dep sẽ có thể xử lý tốt hay không. Này, không xử lý lính tương đối là tốt rồi đây. Lính đã kịp lên đến nơi khi mà Bull cũng phải cả Quantum chưa đẩy được vào, và Dep vẫn sẽ có thể duy trì được cái nhịp farm của mình, nhưng mà lượng máu của Barrow đang bị kéo đi khá là nhiều. Đây vẫn sẽ là những cái khó khăn. Được, lính có xe đang chuẩn bị tràn trụ, cơ hội để có thể tiếp tục câu rỉa máu dành cho Ash đến từ bên phía của Quantum. Nhưng liệu rằng họ có tạo ra được đủ sức ép hay không đây? Lá chắn vừa rồi của Quantum cũng đang được kích hoạt. Dep cũng đã chủ động lướt lên để có thể giải quyết được đôi phần cái áp lực được đặt ra đến từ bên phía của KDep. Dù sao thì cái đợt lính có xe vừa rồi cũng đã mang về một khiên trụ khu vực dưới, nhưng hình như là không có người nhận một cái khiên trụ dành cho bên phía của KDep. Bên phía của Quantum Freaks họ vẫn đang tiếp tục duy trì cái thế đẩy vào. Nếu như mà cái khiên trụ rồi họ không có được thì họ sẽ lấy cái khiên thứ hai, bởi vì Kurt đang có mặt ở đây. Liên tiếp là những sức ép rất là lớn, Dep lướt lên bắn nhưng năng lượng của Dep không còn quá nhiều nữa rồi. Kurt anh ta sẽ không băng trụ được trong cái pha này, chỉ đơn giản là muốn tạo thêm cái tiền đề để cho Bull và Quantum tự tin đẩy cao mà thôi.
sau đó là sẽ tiến ra và để có thể kiểm soát được cho mình cái con cua kỳ cục ở khu vực nửa dưới. Piusik đã đi qua tầm nhìn tới từ Kurt rồi. Kurt không có trừng phạt. Piusik, ô, anh ta đứng trên tầm nhìn của đối phương, anh ta giả vờ. Anh ta tưởng rằng là họ sẽ không nhìn thấy anh ấy đâu, nhưng mà anh ấy đang đứng một cái vị trí nó quá là rõ ràng. Ở đường dưới, giao tranh lại tiếp tục nổ ra. Bull cùng với cả quan tâm lại câu máu và kiểu đẹp đẹp mất quá nhiều máu. Và bây giờ là Piusik lao vào trong bụi cỏ đằng sau lưng hang mùa đỏ của bên phía là KDF đang bị tấn công. Piusik đang bị đánh khá là đau, phải bật quả cầu tốc độ lên để có thể bỏ chạy. Đường dưới hai xạ thủ vẫn đang được vận hành quá là tốt dành cho bên phía của Bull và Quantum. Đợt lính đang được đẩy, họ có sức ép tiếp với những cái bánh bích quy đang được sở hữu trên người của cả hai. Và vừa rồi thì Bull cũng đã chủ động hồi máu trễ để có thể tạo ra thêm áp lực ở trong dàn đi đường, sẽ có thêm cho mình đó một cái khiên trụ ở khu vực dưới dành cho phía của KDF. Khiên trụ này thì họ đã nhận được rồi, cả hai người được chi tiền ở trong tình huống này. Dep cũng đang hơi thấp máu và thấp năng lượng chút xíu, cơ hội bật ngược trở lại dành cho Dep gần như là bằng con số 0 sẽ là một cái lợi thế lớn. Đội hình hai xạ thủ đã được vận hành tốt dành cho phía của KDF ở giai đoạn vừa qua. Và chúng ta sẽ được thấy một cái vòng rừng hai cua tới từ người chơi đi rừng bên phía của KDF. Đây sẽ là một cái lợi thế tương đối là lớn về mặt chỉ số quái vật rừng cũng như là về mặt kinh nghiệm dành cho Vi trong tay của Curse để có thể tăng tiếng được lên cái cấp 6 nhanh hơn so với cả Piercing bên phía bên kia. Còn ở đường dưới thì Dep, anh ta biết được rằng là Bull có thể sẽ biến về nên anh ta vẫn ở lại farm thêm một nhịp, nhưng Bull vẫn quyết tâm ở lại để có thể bào thêm một công trình. Dep cần cái tầm này cần phải cẩn thận nha. Dính thêm cỡ khoảng tầm 2 hit đánh nữa thôi anh ta sẽ phải nằm. Ngược trở lại thì chúng ta đang có vòng rừng hai cua dành cho Curse. Tài nguyên ở khu vực cánh trên của ta quá nhiều, chưa có khoảng thời gian trống để có thể về nhà sử dụng tiền thì bắt đầu tấn công vào những con sâu rồi. Dudu cũng follow theo cái nhịp kiểm soát này, đã có hai sâu và sau đó họ về có bù lợi cua để có thể tăng thêm tốc độ di chuyển, nhưng phía bên kia là BD đang cố gắng kẹp cánh. Nhưng mà Bexit vừa rồi không CC được, hồn gió tốt đến từ bên phía của Budo sẽ tạo ra một cái thế 3 đánh 3 khi mà Perfect cũng tiếp cận với một cú tốc hành của mình, chủ động tiếp cận tấn công vào người của Curse, ép cho Curse phải tốc biến. Cái nguồn sát thương mà bên phía KDF họ gây ra được vẫn là rất nhiều, vậy nên Quantum Fix cũng không thể nào mà cố dứa lên thêm một nhịp nữa. Và bây giờ Piusik lại la vào, khiêu khích được thành công Bulldog. Bulldog đang bị dí, bây giờ BD tới, nhưng đó là cú phi hồ được sử dụng từ Bulldog để anh ta có thể trở về nhà an toàn. Piusik cùng với cả BD lại tiếp tục đi cùng nhau để có thể gây sức ép vào người của Curse. Và cái con chim quỷ biến dị nó mất kiên nhẫn, nó trở về bên phía của Piusik. Vẫn có một cái mức độ khó chịu đến từ bên phía của Biosix ở trong tình huống vừa rồi. Lấy được cái phi hồ của Budok là một trong những cái lợi thế rồi. Ok, dành cho bên phía của Biosix ở trong tình huống đó, thậm chí là cướp thêm cho mình đó bài chim thứ hai nữa. Nó khiến cho cái kinh nghiệm của anh ta gỡ lại phần nào. Nhưng mà Curse vẫn đang có vòng rừng khá là thoải mái. Như đã nói, anh ta có hai cua ở trong đợt 1, anh ta có hai sâu ở trong đợt 1 luôn. Và phần rừng cánh trên dành cho Curse vẫn đang có. Như vậy là cấp độ 6 dành cho con vi của Curse sẽ rất nhanh mà thôi. Đây là một cái giai đoạn đi đường đang tương đối là có lợi dành cho người chơi đi rừng của bên phía Quantum Freaks, khi mà cái chỉ số quái vật rừng như đã nói đang là nhỉnh hơn tới từ Curse rồi. Nhưng mà cái quan trọng là Curse bây giờ anh ấy sẽ kiểm soát được các khu vực đường của mình như thế nào, đúng là kiểm soát các mục tiêu như thế nào. Ở đường dưới thì mặc dù có liên tiếp những cái thế đẩy mạnh, nhưng Curse lại chưa thực sự có được cái quyền chủ động ở khu vực hang rồng mà anh ta đang muốn hướng tới cái sự chú ý ở khu vực sâu hư không. Có một con mắt được cắm ra trong cái bụi gần cái phía bãi chim quỷ biến dị tới từ bên phía của Quantum Freaks để biết được rằng là Piusik đang ở nửa trên. Và khi nhìn thấy Piusik ở nửa trên rồi thì Bull cũng với cả Quantum lại tiếp tục đứng cao thôi. Phản công ngược trở lại đến từ bên phía của Quantum rồi nè. Có hồi máu của Biro, thủy ngục vừa đầu của Biro cũng tung ra chúng, nhưng hai xạ thủ bắn trả ngược sát thương trở lại căng quá. Quy vừa rồi của Bull cũng trúng vào cả hai, sát thương trả ngược trở lại là cực kỳ chất lượng. BD lướt sóng và chuẩn bị can thiệp ở cùng bên dưới thì cũng đã có thông tin đến từ bên phía của đó. Mặt đất dậy sóng cũng đã được tung ra, có tốc biến đến từ Pool bắn lưới 90, chủ động tốc biến né quăng địa chấn tốt đến từ xạ thủ quân phía KDF. Đó là sự can thiệp rất cần thiết tới từ người chơi đường giữa. Ôi nhưng mà pha này đẹp, che hộ đẹp cái, ok Barrel che được. Nhưng mà vẫn đang bị Quantum cùng với cả Pool dí lên. Một pha rất vô tình thôi, đạp vào cái bẫy, coi như đẹp trắng phớ cây máu luôn, tức là anh ta có cho mình thanh tẩy trong cái pha vừa rồi, nhưng mà thật ra là những cái đòn đánh thường thì không thanh tẩy được, vậy nên là thôi đành. Và Piusik đang bị tấn công, Piusik bị dính chiêu cuối, tả xung hữu đột bị dính ôn gió, dính tất cả mọi thứ. Piusik, okay, anh ta vẫn còn đang sống, ok. Và hồi gió vừa rồi nó hơi sớm một chút xíu. Perfect bị dừng ngược trở lại với xiên xích địa ngục có mở đường đẩy khô máu để có thể cô lập một mục tiêu, sau đó lướt e chạy về phía sau. Con bùa đỏ vẫn đang còn tồn tại ở trên bản đồ, nhưng rõ ràng là cái áp lực tấn công đến từ bên phía của KDF ở trong dạng vừa qua là lớn quá. BD suýt chút nữa là phải nằm xuống ở trong cái tình vừa rồi thì BD suýt chút nữa đã phải nằm xuống rồi, nhưng anh ta vẫn có hạt thông nổ để có thể chạy về được.
vẫn đang tương đối là căng thẳng trong những khoảng thời gian vừa qua, cái khoảng thời gian đầu của cái trận đấu này thôi, nhưng mà đúng thật là cái nhịp độ, cái tiết tấu nó đang được đẩy lanh nhanh lên rất là nhiều, và BD gặp nguy hiểm trong cái pha này rồi. Hồn gió né cái nhẹ luôn này. BD rất là dẻo, rất là điệu đà trong cái pha vừa rồi để anh ta không bị gặp nguy hiểm khi mà có cả sự tiếp cận tới từ quan tâm. Đấy, đảm bảo rồi, LCK mà B1 thì có thể bên phía của KT Roster là đầu bảng rồi không? Bước sang ván thi đấu thứ hai là một vài những cái áp lực thua đường đã được thực hiện. Và ván thi đấu này thì áp lực hai xạ thủ cũng tương đối là lớn nha. Liệu rằng có điều gì đột biến đến từ bên phía của Vixit ở trong tình huống lăn quả cầu của mình? Ok, và ok lao thẳng vào phía Vixit chọn nạn nhân, đó chính là Bun đã phải nằm xuống rồi. Nhưng bây giờ Dead đã bị tấn công, Dead đang mất rất là nhiều máu, Dead phải nằm lại mạng dành cho Curse. Sau đó Curse lao vào đấm Vixit tiếp. Vixit đang phải bỏ chạy với rất thấp máu, bị làm chậm, thủy ngục tốt tới từ Barrel và vẫn là ok dành cho KT Roster. Hơi xui một chút xíu là cái tập pha vừa rồi Dead đập bẫy và anh ta có thanh tẩy, anh ta bị mất đi một nhịp. Nếu như vừa rồi mà Dead đầu tư thêm cái thanh tẩy để có thể có cơ hội giữ cự ly với lại pha áp sát đến từ Curse thì không biết là anh ta có sống được hay không thôi, nhưng mà điều đó không xảy ra. Nhưng mà dù sao thì đó cũng là cái tín hiệu mà tôi đánh giá là tốt trong phía của KT Roster, bởi vì họ đã chủ động đánh xuống khu vực bên dưới. Nếu như họ không làm điều này, hai xạ thủ hoàn toàn có thể được tạo ra thêm cho mình, đó là những cái cơ hội để có thể mang về trụ đầu tiên ở trên toàn bản đồ với một cái áp lực cánh dưới. Và với tình huống tấn công đột biến như thế này của bên phía của Vixit và nhắm trúng vào người của Bun nữa cơ, trước khi mà Bun nằm xuống thì Bun cũng để là cái bẫy dốc đồ tương đối là khó chịu. Dep đang đạp bẫy hơi nhiều ở trong những cái phút thi đấu vừa qua, hết đạp bẫy từ giai đoạn đi đường lại bị đạp bẫy trong cái pha giao tranh. Mặc dù là cái nguồn sát thương của Dep là rất là nhiều, nhưng mà cái đạp bẫy này là hơi bị đáng nguy nha. Và Curse đang bị tấn công trong cái pha này, Curse đang gồng của Queen ra bay qua bên kia bờ tường và không có nguy hiểm gì nữa cả rồi. Vixit anh ta có cho mình chiều cuối, anh ta đúng là cầm cho mình cái tốc hành thật, thêm cả cái tốc độ được cộng thêm tới từ Nami nữa thì khả năng tiếp cận sẽ là rất là nhanh. Và Vixit đang chờ một pha để có thể la vào và bắt đầu gọi quả cầu tốc độ, dính ngay một cú đại bằng tiễn. Và Vixit đang bị tấn công ngược trở lại, sát thương nhồi vào cũng là tương đối nhiều, nhưng Vixit chống chịu khá tốt. Quan tâm vẫn đang muốn dí lên và không dí được thêm nữa rồi. Khoảng thời gian trống vừa qua thì chúng ta đang có được cho mình đâu, cầu đồng nguyên tố đang được ăn đến từ bên phía của Curse và Dep vẫn tiếp tục lăn cầu xuống khu vực gần dưới, có luôn cho mình đang chiêu cuối khiêu khích vào người của Bun, có sóng thần, Bun né được nhưng sát thương đến từ Dep là không đủ, Dep còn không tẩy nhưng cũng không giải quyết được vấn đề. Bị đi quăng để chấn trúng vào người của Quantum, tiễn cho Quantum lên bảng điểm số, kết can thiệp đấm chết được vào người của Vixit, một tình huống lướt phi hồ đợt cuối đến từ bên phía của Bulldog để có thể điều cầu tấn công vào người của Bero. Quăng địa chấn lần này của Mini chuẩn xác, tốc biến của Kết nó không giải quyết được vấn đề, có hôn gió nhưng Bero vẫn sống với cú hồi máu của anh ta và anh ta vẫn đang còn tốc biến. BDD tiếp tục có được điểm hạ gục thứ 3 của anh ta trong cái bảng thi đấu này. Ui, BD đã gỡ gạc lại được toàn bộ những cái sự lỗ của bên phía KT Roster trong cái pha vừa rồi. Họ bị mất đi xạ thủ, họ bị giữ chân người chơi đi dừng lại, nhưng BD vẫn lừng lững đứng đó với liên tiếp những cú phi thạch thật sự rất là đau đớn với rất nhiều sát thương. Chúng ta sẽ cùng nhau xem kỹ lại chuyện gì đã xảy ra trong cái pha này. Ôi rồi, tưởng chừng bấm biến về rồi, vậy mà Vixit vẫn quyết định quay trở lại với cú chiêu cuối băng thẳng vào và bắt được Bun, sát thương nhồi vào tương đối tốt. Cái cú thanh trừng hơi đáng tiếc là nó bị lính che đi một chút. Và bây giờ BD, anh ta sẽ phải trả giá. Tốc biến từ BD, Quantum vẫn đang dí theo, Quantum bị quăng gạch và vẫn có mạng dành cho BD. Dep đang bị tấn công ở khu vực đường giữa nhưng có Barrel ở đây bảo kê. Nhịp độ của ván thi đấu này được đẩy lên rất là cao sau những tình huống va chạm liên tiếp. BD vừa rồi đang hơi thấp năng lượng chút xíu, xích chút nữa là anh ta có đủ cơ sở để có thể tiễn theo Bulldog hoặc là Bulldog theo rồi ở trong cái tình huống phi thạch trừ của anh ta. Nhưng đó cũng là tình huống mà anh ta chủ động để có thể tốc biến né quả cầu ma thuật thì phải. Rồi, 4 điểm hạ gục dành cho bên phía của BD, điểm hạ gục đáp trả dành cho bên phía của KDF ở khu vực đường dưới mà thôi. Nhưng liệu rằng có đáng kể không đây khi mà con Talia này đang có tốc độ lên trang bị rất cực kỳ vượt trội. Tiếp tục là cam đường giữa dành cho bên phía của Vixit. Rất là khó chịu với cả con Ramus này từ Vixit. Đúng là thuyền trưởng của tàu tốc hành quá khác. Cứ lên xe là phóng rồi, cứ bấm quy cái là phải tìm người để có thể lao vào. Và đó là một cái sức ép rất là lớn từ bên phía của KT Roster, bởi vì nếu như mà có thể khiêu khích được vào một ai đó thì cái khả năng dồn sát thương từ bên phía KT Roster là rất là tốt. Họ có Lucian, họ có Talia mà. Đồng ý, và trong bối cảnh là hai xạ thủ đến từ bên phía của KDF cũng đã hết cho mình đó là phép một trò rồi với cú tốc biến vừa rồi mới được tung ra đến từ Bun.
thanh tẩy không có của cả Bull lẫn bên phía của Quantum nữa, thì một tình huống game không chế, Dev chủ động lướt lên sấy thanh trừng tương đối là chất lượng, né luôn cho mình, đó là một tình huống bắn nguy một chết thủy ngục top Bull phía Mero, nhưng sát thương đủ hay không đây, một hit nữa mà thôi. Kết vẫn đang rút về với 100 máu, chủ động tốc biến dứt điểm tốt đến từ bên phía của Dev, và Mero cũng đã bị hạ gục. Đó là một pha đổi mạng, nhưng bây giờ là BD tới chơi, BD quăng địa chấn không trúng một người ai cả bởi vì Bull đã lướt về với cú lưới 90. BD cũng bị cầu máu ngược trở lại, nhưng bên phía của Ketiroster họ đang muốn tấn công vào cái trụ khu vực đứng giữa, nhưng Bulldog sẽ có thể trả ngược trở lại bằng cái trụ khu vực đứng dưới. Trước đó chúng ta hãy cùng xem lại tình huống giao tranh rất dài hơi ở khu vực dưới, khi mà những nỗ lực đến từ bên phía của BD nó giúp cho chính bản thân của anh ta có rất nhiều điểm hạ gục ở trong tình huống này. Thì sát thương theo thời gian của BD cơ, phi thạch trúng hết, cục đá lẫn cục nhỏ đều trúng vào các thành viên của phía đối phương. Tuy nhiên thì anh ta cũng bị hạ gục ở trong tình huống phản công dành cho bên phía của KDF với sự có mặt đến từ bên phía của Quantum. Một cái sát thương mà BD trả ngược trở lại với người Bulldog đau thật sự. Xong rồi chính BD cũng trả được một cái nguồn sát thương quá lớn vào người của Quantum, để Quantum phải nằm lại trong cái pha này nữa. Xử lý được rất uy tín với Talia trong tay của BD, và vẫn đang cùng với cả Piercic đang là hai trong số những người chơi cầm được cái lượng tài nguyên kha khá của việc KT roster. Cái quan trọng là họ sẽ có thể triển khai thành những cái điều gì với chỉ có một mạng dành cho Dev. Dev đang chưa thực sự có được một nguồn tăng tính sức mạnh tốt cho lắm ở đường giữa. Tôi xong rồi, đang định nói tới Dev thì Barrow trong một cái nỗ lực để có thể che chắn cho Dev, Barrow đã phải nằm lại. Kurt sẽ là người lái cho mình chiếc ô tô này vào cái trụ một khu vực đường giữa, anh ta lái thành công. Thậm chí là sử dụng chiêu cuối khiêu khích vào người của Quantum đến từ bên phía của Biosix, mở đứt binh lên tạo ra một cái lượng giáp và có thêm một ít cái giáp phản nữa, nhưng mà lượng sát thương trả ngược trở lại từ hàng tuyến xa của bên phía KDF cũng tương đối là chất lượng. Và thi đấu đó thì BD cũng đã đầu tư một phép bổ trợ dịch chuyển khá là sớm nha, chúng ta dịch chuyển vào trụ 2 với ý định sẽ tạo ra tình huống đột biến, nhưng không có bất kỳ cái điểm hạ gục nào đáp trả dành cho phía của KT Roster. Vẫn đang là một cái thế trận tương đối là hòa hoãn, nhưng mà Quantum Freaks họ đang có được một cái lợi thế về lượng kinh tế nha. Họ đang dẫn trước cỡ tầm 2.000 vàng dành so với cả bên phía KT Roster. Và bây giờ chuẩn bị đã có cho mình con rồng thứ hai của trận đấu này xuất hiện rồi. Bên phía của KT Roster họ đang kéo người ra. Piercic biết được rằng là Bulldog với cả Curse đang ở đây. Piercic lao thẳng lên, né được quả cầu ma thuật, dí vào người Bulldog là cái chắc rồi. Mặc dù hôn gió chính xác, nhưng rất nhiều sát thương nhồi vào, cộng kèm với đó là cú thủy ngục tốt tới từ Barrow nữa. Mạng thứ hai dành cho xạ thủ Dev. Một khoảng trống Bulldog chưa hồi lại cho mình đã phi hồi, thì anh ta trở thành cái mục tiêu bị tấn công đến từ 4 thành viên của phía KT Roster, nhưng rất nhanh chóng được có thể đáp trả bằng một công trình khu vực giữa với một cái sức đẩy cũng tương đối là mạnh dành cho bên phía của Bull. Rồi, rồng nguyên tố đã được xuất hiện rồi, và đó là mục tiêu mà bên phía của Biosix bắt đầu lăn vào và chuẩn bị tấn công. Có một con mắt được cắm ra phía sau, và liệu rằng có tình huống dịch chuyển nào đến từ cho cả Bulldog hay không đây? Bulldog chuẩn bị hồi sinh rồi, và gần như chắc chắn anh ta sẽ di chuyển bên phía của Quantum Freaks. Họ đang muốn giao tranh ở khu vực hàng rồng này. Thanh trừng được bắn ra, nạn nhân chỉ là Bulldog. Ôi, đúng là rồng này có bên phía của Curse. Quantum Freaks ăn được rồng. BD gặp nguy hiểm rồi, BD bị dính tất cả mọi thứ anh ta có thể dính, và BD đã nằm lại. Ketiroster họ đang phải ôm nhau bỏ chạy. Piercic dùng chiêu cuối để có thể bỏ chạy, vẫn đang bị dí theo. Một chấm nữa thôi là Piercic nằm, nhưng Piercic sẽ sống trong cái pha này. Bên phía bên này thì Dev đang nỗ lực để có thể xả sát thương. Sát thương chưa phải là quá nhiều, nhưng đó là Quantum Freaks, họ tiếp tục giao tranh tốt. Và ôi, Curse anh ta đã mất cho mình cú pi rồi, đang bị tấn công, đang bị đánh rất đau, né được cú thủy ngục, hồn gió tung ra tới từ Bulldog để ngăn chặn đường đi tới từ Perfect, và không có gì xảy ra nữa cả. Quantum Freaks họ hài lòng. Một tình huống mà Bulldog dịch chuyển vào con mắt tím của mình được cắm ra phía sau và không có thông tin dành cho phía của KT Roster. Điều này đã lý giải cho cái tốc độ phản xạ không kịp của phía BD khi mà anh ta bị tạt cánh ở phía sau. Một pha lướt phi hồ và sau đó hương gió tầm gần. Rồi, nó khiến cho cái nguồn sát thương mạnh nhất đến từ bên phía của KT Roster không được đóng góp quá nhiều. Rồi, hãy cùng xem pha thi đấu này khi mà Buffett cũng đã chủ động để có thể tạo ra cái dàn trắng rồi. Nhưng tả xung hữu đột kết hợp cùng với lại phi hồ áp sát như thế này thì chịu. BD không đủ khả năng để có thể chống chịu. Nhưng cái điều đang muốn nói đó chính là bên phía của KT Roster thật ra là họ không lời, bởi vì họ mất điểm hạ gục và sau đó họ mất luôn cho mình con rồng nguyên tố thứ hai nữa. KDF mới chính là đội tuyển có được rất nhiều những cái lợi thế. Chúng ta sẽ có bản đồ linh hồn giống nước ở trong trận đấu này. Một cái bản đồ mà có lẽ rằng là bên phía KT Roster họ không thể dễ dàng bỏ được đâu, bởi những cái cú cấu rỉa tới từ Boon với cả Quantum nó sẽ khá là khó chịu. Nó sẽ khiến cho cái tình huống tiền giao tranh của bên phía Quantum Freaks có lợi hơn rất là nhiều. Bây giờ thì bên phía của Quantum Freaks họ đang tiến rất là sâu vào trong phần rừng bùa đỏ của bên phía KT Roster để có thể giải mắt ra, tạo ra một vài cái khoảng trống để cho Bulldog có thể đẩy khu vực đường trên. Tuy nhiên thì cái nhịp đẩy nó không thực sự mạnh cho lắm, bởi vì BD cũng đang có cho mình vị tướng Talia mà. Cái tốc độ dọn lính của vị tướng này cũng rất là nhanh.
Có Talia và thậm chí là cái lượng trang bị đến từ bên phía của BD ở trong cái ván thi đấu này cũng đang tương đối là xanh nữa. Nãy giờ thì chúng ta không được ly lên khu vực đường trên nhiều, nhưng có thể thấy như giai đoạn đi đường đến từ bên phía của Dudu đang tương đối là tốt. Xảy thành trừng phải ép cho một cái đà băng tiễn của Quan Tâm phải trả ngược trở lại. Tiêu Dịch đang liên tiếp có những tình huống di chuyển xoay quanh người chơi xạ thủ của mình, và như thế là hợp lý mà thôi. Bây giờ nếu như mà có thể dồn thêm tài nguyên dành cho Dep thì sẽ là vô cùng tốt. Dep đang có lượng trang bị nhỉnh hơn so với cả Boon thì bên phía bên kia. Hai món trang bị lớn đã có trên người của Dep rồi. Trong khi đó thì Boon anh ta bị chậm nhịp một chút, bởi vì anh ta phải để tiền để lên cho mình cái dây cuồng nộ làm một dây nâng cấp. Vậy nên là với những cái pha lướt lên sấy thanh trừng bắn nội tại tới từ Dep sẽ cần phải được lựa chọn vào đúng người như là Boon hoặc là Quan Tâm chẳng hạn, để mở ra một cái cơ hội kéo máu tiền giao tranh dành cho bên phía KT Roster. Để coi có thể làm được điều đó không đây. Nãy giờ Dep cũng đang rất là nỗ lực nha. Chúng ta đang thấy rằng những tình huống chủ động lướt lên cao, tận dụng một cái đại bác liên thanh để có thể cấu rỉa máu cũng là một cái phương án tốt. Bixit thì bây giờ đang chơi xoay quanh ở khu vực giữa đập 7 rồi, sát thương tương đối là nhiều, trúng luôn cho mình đó hùng gió. Bixit lần này có chiêu cuối, sử dụng chiêu cuối rút về hàng tuyến sau và cô lập mục tiêu, đó chính là Curse. Curse đang bị gây sát thương, anh ta nhấp một nhịp kích hoạt được cây giáo thiên ly thì phải và tạm thời lùi ra, chủ động tốc biến lên cắm một con mắt tím và dứt điểm tốt đến từ bên phía của Dep. Liệu rằng có multi kill hay không đây? Chỉ có một điểm hạ gục mà thôi. Chi cho Bero một điểm hạ gục ở trong tình huống vừa rồi. OT hóa ra là vẫn ok à? Tất cả mọi thứ nhồi vào Pilsic mà anh ấy vẫn sống, anh ấy vẫn về được, thậm chí rằng là anh ấy vẫn còn mở ra cái cơ hội giao tranh dành cho bên phía KT Roster trong cái pha vừa rồi. Khi mà Pilsic dùng cho mình cái cú R về, anh ta đã kéo theo người chơi đi rừng bên phía Quang Đông Freaks, và bây giờ bên phía của KT Roster đang muốn đi tìm kiếm Dudu, dịch chuyển xuống tới từ BD, cũng có dịch chuyển tới từ Bulldog. Người chơi đường giữa nào sẽ làm tốt hơn đây? Quang điện chấn tung ra không tốt, BD đang bị dính sát thương rất đau. Đến bây giờ là Dep tới cùng với cả Barrow cũng đang tới. Bulldog lao thẳng vào, hôn gió hụt rồi nhưng BD vẫn phải nằm xuống. Bulldog đang phải nỗ lực bỏ chạy nhưng Pilsic dí theo với quả cầu tốc độ, và hai mạng dành cho KT Roster. Wow, như vậy là chúng ta có thể thấy cái lối chơi Ramos đến từ bên phía của Vizit nó vẫn đang tương đối là khó chịu những tình huống đánh giao tranh liên tiếp đây. Hãy cùng xem lại pha thi đấu này. Ok luôn. Ok. Ok luôn mà. Chào đẹp bác. Chào đẹp bác. Đói phơ. Người với cả tướng hợp nhất rồi anh Linh ạ. Người với cả tướng hợp nhất rồi. Là thành một luôn rồi. Uy tín quá rồi còn gì nữa. Quá uy tín luôn. Đẳng cấp tối cao của Liên Minh Huyền Thoại, nhưng tướng hợp nhất đánh rất căng đến từ bên phía của Bixit. Và thi đấu này nữa thì cái tốc độ di chuyển đội hình của bên phía KT Roster rõ ràng là nhỉnh hơn. Dep có thêm được một điểm hạ gục ở trong tình huống này, và một điểm hạ gục được chia dành cho Ramos của Bixit. Các thành viên bên phía OK Team Roster họ vẫn có cái khả năng giao tranh tổng rất là tốt. Chúng ta sẽ chuẩn bị được theo dõi một pha giao tranh tổng nữa ở khu vực hàng rồng sắp tới đây. KT Roster họ đang set up, họ đang cần phải có được một cái đợt lính đẩy mạnh ở khu vực đường giữa trước đã. Pilsic đang bắt đầu tăng tốc bằng quả cầu tốc độ, nhưng mà chắc chắn là sẽ không chọn mục tiêu là ai đâu. Bây giờ lao vào sẽ rất là mạo hiểm. Họ đang cần phải có được một cái áp lực về lượng tầm nhìn so với cả bên phía của Quang Đông Freaks. Hiện tại thì ở trong hang rồng nó vẫn còn có tầm nhìn tới từ bên phía của Quang Đông Freaks, nhưng Dep đã khép góc không cho Bulldog di chuyển vào rồi. Bên phía bên này thì Perfect cũng đang bị kéo đi khoảng tầm 1/3 cây máu. Anh ta sẽ tạm thời phải lùi nhẹ ra mà thôi. Khả năng hồi phục từ Kassate không phải là quá tốt, nhưng đây là điều chúng ta muốn được nhìn thấy này. Ôi nhưng mà Dep đã bị tấn công. Dep bị tất cả mọi thứ dồn vào và anh ta đã phải nằm xuống rồi. Perfect vẫn đang quẩy, vẫn đang chặn. Pilsic đứng giữa vòng vây của team địch, anh ta vẫn còn đang sống. Nhưng sát thương của KT Roster đã không còn nữa rồi khi mà Dep nằm lại. Một pha chớp thời cơ rất hay tới từ Quang Đông Freaks khi bắt được Dep lao lên không có cớ. Một tình huống chơi rất khó báo đến từ bên phía của Dep. Lối chơi của Lucian sẽ tự đặt bản thân của anh ta vào cái thế cực kỳ khó. Anh ta chủ động đứng lên cao, tận dụng những cái đòn đánh tay nội tại kết hợp cùng với đó là cái đại bác liên thanh để có thể tấn công và cấu rỉa máu thời điểm đầu, nhưng ngay lập tức đáp trả bằng những tốc biến đến từ Curse đồng gồng cho mình đó, cú đấm bùng nổ áp sát, và chưa kể đó là khả năng follow theo đến từ con Ari của Bulldog nữa. Đây thì cùng xem pha thi đấu này. Dep chỉ có đúng một cái phép đỡ thanh tẩy mà thôi, và anh ta không thể nào thoát khỏi được một tình huống hồi mã thương tốt đến từ bên phía của KDM được cả. Cái nguồn sát thương của bên phía KT Roster thực ra họ vẫn còn từ vị trí của BD, nhưng mà làm sao mà có thể đủ để có thể so bằng cả 5 thành viên bên phía Quantum Fix vẫn còn đang đứng trên bản đồ được. Barrow cùng với cả Perfect trong cái pha đó thì chỉ có thêm sự hồi phục và cả thêm sức chống chịu thôi.
thì bên phía của Katie Roster rất đáng tiếc là họ đã đánh rơi cái quyền kiểm soát ở khu vực hang rồng của mình. Và thậm chí rằng là có thể sẽ khiến cho bên phía của Quang Long Phích họ khai thác được vào những cái pha giao tranh tương tự như vậy luôn. Chắc chắn rằng Dep sẽ là người lướt lên. Và nếu như Quang Long Phích họ bắt được nhịp tốt, họ sẽ ngay lập tức hạ gục được xạ thủ của Katie. Và chúng ta cũng có thể thấy như áp lực ba rồng nguyên tố rồi. Rồng linh hồn rồng nước là một cái linh hồn rồng nó rất là ảo ma, nó khiến cho con bài Aatrox của Dudu gần như là bất tử ở trong trận giao tranh, bởi khả năng hồi phục đã tốt đến từ mẫu chất tướng như thế này rồi. Quantum đang đứng lên hơi cao và lần này thì anh ta chưa hồi lại cho mình đã tốt biển, đã bị hạ gục, mất đi cái quyền kiểm soát về cái mặt tầm nhìn dành cho bên phía của KDF. Bên phía của Quang Đông Freak thì họ đang đẩy rất mạnh khu vực đường dưới. Đây sẽ là một cái thời cơ để cho bên phía của KT họ buộc phải chia người ra để phòng ngự. Hay liệu rằng là KT Roster họ sẽ tràn thẳng vào khu vực hàng Baron đây. Cái trụ đường dưới đang chuẩn bị bể đến nơi rồi. Mặc dù là chỉ có 3 sâu hư không thôi, nhưng tốc độ bảo công trình từ Aatrox cũng là tương đối đáng nể. Bây giờ là Kurz biết được rằng bên phía của KT Roster họ đang ăn Baron. Trụ đã có dành cho Quang Đông Freak rồi, họ sẽ di chuyển ngược trở lại. Kurz đang là người đứng đầu, Dudu đang muốn tiến tới trong thế bụi cỏ này, đã có tầm nhìn từ phía KT Roster. Họ biết được rằng không có ai cả, họ đang đứng lệch ra khu vực đường giữa, họ đang tìm đường tràn ra rồi. Người được chọn là Boon. Boon đang mất rất nhiều máu và Boon sẽ làm lại trong cái pha này. KT tràn lên tấn công, Dudu bị bắt lại, Dudu chắc chắn sẽ nằm. Đẹp đang được thoải mái bắn từ đầu đến cuối. Kurz dùng chiêu cuối trong vô vọng và tiếp tục là những điểm hạ gục dành cho KT Roster, họ quá thành công trong pha này. Quá là ok luôn trong tình huống tiếp cận vừa rồi đến từ Dev, và phần còn lại khả năng áp sát đến từ bên phía của Vincent. Boon gần như là không gây sát thương được ở trong tình huống đó, khi mà anh ta chỉ có chạy mà còn chạy không thoát nữa cơ. Lượng sát thương đến từ một con Lucian, ba món trang bị lớn, có vô cực kiếm đến từ Dev vẫn là một cái gì đấy quá mạnh ở trong những tình huống áp sát của anh ta. Và bù lại Baron đã thuộc về cho bên phía của KT Roster, họ dùng có Baron làm mồi câu và họ đã thành công ở trong cái dịp ép giao tranh ngược trở lại vừa rồi. Những mẫu chất tướng như là con bài Ramos của Biosic có khả năng ép giao tranh mạnh quá. Đối phương tốc biến chạy, anh ta sử dụng chiêu cuối. Cách Lin đã nằm thì anh ta khiêu khích người chơi khác và tạo ra một cái khoảng trống quá lớn để cho bên phía của Dev gây sát thương. Chúng ta vừa được theo dõi một cái pha giao tranh rất là ok của bên phía KT Roster. Họ bắt được vào một cái lỗi vị trí tới từ Boom. Và đó là, đó có lẽ rằng là một cái minh chứng rõ nét cho cái việc rằng là cái khả năng chọn vị trí của xạ thủ nó quan trọng tới mức độ như thế nào. Trước cái pha vừa rồi là một cái pha mà Dev anh ta lướt lên trước mặt một con Ash có đại bằng tiễn và anh ta phải trả mạng. Và vừa rồi thì KT Roster họ cũng nhạy bén không kém khi biết được rằng vị trí đứng của đó của Boon là không hề an toàn. Biosic tình huống này, anh ta sẽ bị dính hôn gió, bị tất cả mọi thứ nhồi vào, không thể tỉnh nổi, mạng dành cho Dudu. Còn tình huống dịch chuyển đến từ bên phía của BD, pha thi đấu vừa rồi thì Biosic không kịp kích hoạt cái dư chấn để có thể trâu trâu thêm một chút xíu. Perfect đang cố gắng khép góc và Quantum đã phải tốc biến, có Tatsumuno. Dev đang giữ cự ly và cố gắng cô lập được vi của Quantum. Sát thương trả ngược trở lại của Dev là cực kỳ lớn, điểm hạ gục dành cho bên phía của Miro. Dudu đang cố gắng chặt Q3 tốc biến của anh ta nhưng không rơi vào hư không, nó không trúng vào BD. Và Dev quay ngược trở lại với một con Lucian gây hàng tấn sát thương. BD chặn đầu khép góc, Boon xoay sở không ổn rồi, trúng cái thủy ngục và đó là điểm hạ gục dành cho bên phía của Perfect. Bulldog đang có cho mình một cái phản ứng là anh ta sẽ chặn lính, anh ta sẽ clear trước một cái đợt lính, không cho lính đẩy vào khu vực đường giữa, sau đó thì anh ta mới bấm biến trở về nhà. Tuy nhiên cái Tiroster họ cũng chưa cần phải vội vàng làm gì cả, họ đang có cho mình một cái con Baron rất là lời rồi. Baron power play tới gần 4.000 vàng ở thời điểm hiện tại và vẫn có cho mình được một cái thế để có thể đẩy vào công trình, đó chính là cái công trình ở khu vực đường dưới, và chắc chắn sẽ có trụ dành cho bên phía KT. Rồi, vẫn đang tận dụng tốt được cái bùa lại Baron này, và đặc biệt hơn nữa là họ thắng ở trong tình huống giao tranh vừa rồi, khiến cho cái lượng trang bị đến từ Dev ở trong cái lần về nhà tiếp theo vẫn đang rất cao. Pha thi đấu này thì là một pha thi đấu mà Bulldog không follow theo kịp được cái nhịp tấn công vừa rồi đến từ Kurz. PDD đã có một pha quăng địa chấn cực kỳ chất lượng và rõ ràng là Bulldog không thể nào theo kịp được công vi của Kurz. Nó khiến cho Kurz, bản thân của Kurz cũng bị cô lập ở phía bên trong. Và khi mà chỉ có một mình vi thì Dev không ngại, Dev có hàng tấn cái lượng sát thương với lại con Lucian ở thời điểm này của mình. Đã có cho mình món trang bị thứ tư rồi, và Piosic lao thẳng vào và ngay lập tức là Quantum nằm xuống. Ok, ok, từ từ Piosic. Và với việc Ash của Quantum đang ở trên bảng điểm số thì cái khả năng giao tranh của việc Quantum Freaks họ sẽ bị hạn chế đi một phần. Ôi, Bulldog anh ta đang đi đâu thế này? Chuẩn bị có quả cầu tốc độ mang tên Piosic lao tới rồi. Thêm đó là có cả BD đang bọc đầu nữa. Bulldog đang dùng tất cả mọi thứ để có thể bỏ chạy. Anh ta bị dí vào sát tường. Đây đúng là cái thế chân tường rồi. Bấm đồng hồ câu thêm cỡ khoảng tầm 3 giây. Sau đó là anh ấy sẽ nằm.
mất luôn cho mình đối con rồng nguyên tố vừa rồi. Mặc dù mới chỉ là rồng đầu tiên dành cho phía của Katie Royster mà thôi, nhưng có thể thấy cái thế chủ động đã nghiêng về trong phía của Katie Royster. Ván thi đấu đã có được cho mình đó là nhiều lợi thế ở phút thứ 29 rồi. Xạ thủ bây giờ chênh lệch rất nhiều, Milsic đang tỏ ra rất khó chịu với một cái quả cầu tốc độ của mình. Anh ta lướt và khiến cho Bull không thể nào đứng lên cao để có thể đép được đực lính đó. Hiện tại thì Bull chưa hoàn thành được cho mình đó nỏ thần Dominic. Và thậm chí nếu như anh ta có hoàn thành được cái nỏ thần thì cũng mất một khoảng thời gian tương đối là lâu mới có thể vào máu được vào người của Milsic. Đúng là như vậy. Thậm chí rằng nếu như mà Milsic mà lao vào bắt được vào người của Bull mà Bull không có bất cứ một cái công cụ nào để có thể giải được cái cú khiêu khích đó, thì Bull anh ta sẽ phải nằm xuống trước khi anh ta kịp bắn bất cứ một cái đòn bắn thường nào vào người của Milsic cơ. Đấy là cái điều mà Bull cần phải rất cân nhắc. Và dọa rồi đấy, mới chỉ dọa thôi. Curse anh ta cũng rất là dè chừng, anh ta sợ con Rammus này lắm. Đánh vào con Rammus này là tự mất máu, tự nằm luôn đấy chứ. Tổ lái thật sự với những tình huống... Nè, áp lực nè. Mở luôn chiêu cuối đến từ bên phía của đường BD. Áp lực là quá lớn để có thể mang về công trình ở khu vực đường trên rồi, dành cho phía của Katie Royster. Dàn trụ ngoài đã được bóc dỡ hết. Mục tiêu tiếp theo của họ rất là đơn giản thôi, những cái trụ bậc thềm đang còn sót lại trong địa hình của phía KDF. Ở cái khoảng thời gian này thì bậc thềm có được hay không đây? Rồi, bậc thềm sẽ là được. Cú thanh trừng nó phải gọi là quá chất lượng tới từ Apaka bên phía Katie Royster. Và cái thế lính ở khu vực đường trên thì đang phải chờ, và Milsic đang lao vào tìm kiếm ai đó chưa, mới chỉ tăng tốc thôi, đang phải chờ lính vào đã. Lính đã tới nơi nhưng rất nhiều bẫy, hôn gió chính xác, chuẩn bị đạp bẫy rồi. Milsic đạp bẫy, ôi nhưng mà Bull mất nửa cây. Từ phía sau là Dudu tới, bắt người của Dep. Dep vẫn đang chống cự được, tốc biến bỏ chạy từ Dep. Dep trả sát thương ngược trở lại. Và đây là quang đông Brick tan vỡ hoàn toàn. Bắn vào người của Milsic làm gì, để rồi mà Bull chỉ còn từng kia máu. Thật sự dịch là một tình huống dịch chuyển giữ lính đến từ bên phía của Buffett. Những nỗ lực Onin cuối cùng dành cho bên phía của KDF khi mà họ có được một pha TP, họ có một pha tạc cảnh để có thể tiêu diệt được Dep. Nhưng sóng thần thủy ngục và hồi máu đến từ bên phía của Biro đã tạo ra rất nhiều khoảng trống dành cho Dep để có thể phòng vệ và chủ động tốc biến ra phía sau. Dứt điểm được Bull rồi, và đây là tình huống quét sạch cuối cùng dành cho cái ván thi đấu này. Chiến thắng 2-0 nghiêng về cho bên phía của Katie Royster. 30 phút là khoảng thời gian mà bên phía Katie Royster họ cần ở trong cái ván thi đấu thứ hai, khi mà chúng ta cũng có ông tổ con đen, người vui tính nhất bên phía đội hình của Katie Royster và thuyền trưởng của đoàn tàu tốc hành Katie, Milsic với con bài Rammus rất chất lượng. Và đồng ý, nó khiến cho cái đoàn tàu này cũng có lượng, nói chung cũng có lượng xuống một xíu, nhưng mà sau đó nó cũng sẽ lượng lên cao và nó kết thúc ở trong cái tuần thi đấu cuối cùng và cặp trận cuối cùng ở giai đoạn vòng bảng của LCK với một chiến thắng 2-0 nghiêng về cho bên phía của Katie Royster. Như đã nói thì cái chiến thắng ở trong cặp trận này thì nó cũng không đổi, nó không thay đổi những vị trí đầu tiên.